bò trên cái cây. Còn cả nó còn đứng nó. Nó. Nó ngồi bay luôn rồi. Rồi. Bơi tới hàng hiếc, bơi tới liền nó chạy được. Đâu rồi? Hai, xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Mới Đúng TV nha. Tối nay mấy chú cháu mình sẽ đi săn cò lét nha các bạn. Hàng mày có bắn được không mà đòi đi săn? Anh nghĩ sao? Em nè, trong vai rất là quan trọng luôn. Là hàng lụm cò. Là hàng lụm cò. À, mày trong vai gì thế? Em trong vai người lái đò sông Hồng. Ủa, người ta người lái đò sông Đà mà. Mở đây đây làm như có sông Hồng để mày lái. Hỡi khỉ lái đò. Thì lâu lắm rồi mấy chú cháu mình không đi săn đêm nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một chuyến săn đêm. Mình đụng con gì mình bắn nó đó nha các bạn. Ê bậy à, đụng con khỉ nghe bắn luôn chết á. Chứ sao. Ê đúng rồi. Các bạn muốn biết mấy chú cháu mình tối đêm nay bắt được những cái con gì thì bây giờ đi luôn nha các bạn. Đi. Đi. Đi luôn nha, chú kia đi luôn nha. Trời ơi con máy. Ê cái máy này chịu không nổi không ơi. Ngon ngon là nè bạn nó lạc bây giờ. Các bạn nhìn chân dịch nè. Chở ba ông người chân dịch vậy nè. Không biết chè nổi không. Chán mở máy vô xíu à. Đâu à? Dạ con đi nó giải quyết nó buồn. Nó buồn thì người ta cắt đôi chứ sao đi giải quyết. Nói sao cắt đôi là nói buồn cắt miếng thôi. Thôi cắt là chết mất kia mất nồi giống này. Vì ai kêu ta kêu cắt đôi nói buồn chứ à, ai nói cắt cái gì kia đâu mất nồi giống. Sắp hết một lít xăng mày mà chưa có chim nào để nhấc cái găng hết mà phong phủ đi săn nó. Nhiều lúc bất mãn không nói luôn không? Mày đã kiếm mày thấy được chưa? Kìa kìa kìa. Con đặt xuống kìa bắn nó. Làm ẩn hả? Đúng rồi. Con BD. Con này hết có về không bắn nó. Nếu mà biết con BD là con gì không? Là con hàng làng. Con hàng làng có nghĩa là con thạch xù. Cái máy này nó chỉ hơn mình bơi bằng tay các bạn ơi. Cái máy này tính ra cũng mạnh tại vì nó nhỏ. Giống ăn cướp quá hả? Không không một em gì kìa còn trào trảo lớn lắm các bạn. Đó, ngay chỗ có bóng đèn lúc nè chắc có lẽ là phong xù lụm như chơi. Rồi bác chút thần tới chút thần bơi tới chút rồi 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 trúng cái phao cầu của nó rồi. Rồi đặt đi giọng hết giận không đó. Rồi con này còn một máu này rồi, rồi chết rồi. Sao? Chết rồi chết rồi chết rồi. Rồi lụm. Lụm 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 lụm. Một con đầu tiên nha, phong xù bắn rất là đẳng cấp. Nào, vậy con. Cái mắt mèo vậy. Các bạn thấy muốn kiếm được cái miếng ăn cũng đâu phải dễ các bạn đó. Ruồng cây, ruồng tối. Ban đêm ban hôm. Muốn được cái clip mà đi săn đêm á cho các bạn xem thì nó vất vả như thế này nè. Bước nó lại không à. Một em chào chảo. Một em chào chảo. Wow. Khá là bự. Ê, lượm con chim rồi bỏ trời. Lượm con chim rồi bỏ trời. Lượm con chim bỏ nghĩa. Tính lượm con chim bỏ xe u hả? Bỏ luôn, con xe u nó không ăn được. Vậy em cắt bỏ cho. Đi xuống lẹ đi. Nghèo quá. Ha. U, đứt rồi. Mới khai trương được con là thấy bữa một nay. Một em, có lý rồi. Đúng là hy vọng. Hy vọng nhiều quá. Gõ giày con chim này bị gõ giày. Rồi tiếp tục đi chứ chỗ này là mình quần rầm rầm vậy dễ gì. Ôi, còn phải không phải rồi bắn vô phô câu. Cô kéo quần lạng lạng vô. Lẹ lẹ lẹ. Cô chà bá vậy nè. Cô ghê hả? Đâu qua đây nè. Thì con cứ bắn đi. Mình cũng né né không có quay cận cảnh nha các bạn. Có không? Bách. Rồi thế mà bay luôn. Thấy không hiểu? Bay rồi. Phong xù nhìn lộn không thấy gì rồi. Út thấy trắng trắng cái nó con cu. Gắn chạy vô bắn thiếu. Cu 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 phong xù cu. Cu mà trời. Út thấy gì trắng trắng rồi mà tưởng đâu con cu. Cu phong. Có tại vì gần khuya quá ơi. Ôi, nó bị mắt mờ rồi. Ảo giác. Không có, con thấy khuya rồi xanh ảo giác. Con thấy nó hai con nó quay nó chậm đậu với nhau rồi. Trời ơi. Hai cái lá khô chụm với nhau mà anh Phong nó hai con cu chụm đầu lại. Nửa già chắc con gà nó con vịt nó con gà. Rồi con chó nó con mèo. Thấy mập tụi nó khỉ được không? Được. Đó, được thì thôi, nói gì nè. Dần đi. Rồi, rồi, tắt, tắt, tắt. Sát vô, bơi sát vô thân thiện. Nghe cái bóng nàng gốc nào không? Chồ con cái đó. Đừng đừng cho nó đụng vô hiếu. Bơi ra thân, bơi ra.
tờ lỗi về sao bán đụng đứng đông vô. Tôi vô đâu? Nè nè nè, nè con thấy vô. Đâu đâu? Nè nè. Ngay cái bóng đèn út lên nè, còn đỏ đỏ trong đó. Bơi lại thằng Khí. Bơi lại thằng Khí. Rồi. Trời ơi, đang cao trào ông ơi. Vậy con chuột nó đâu có chờ mình sửa đâu. Thôi mày chờ quay lại đây lấy cái giảm khỏ nó luôn à. Thằng Khí ơi. Đứt dây gì vậy? Đứt dây rồi. Thiệt tình cái ná này chắc đâu cái thời này... mà tận Khí Hoàng ở trùn tới giờ cái chưa thay dây. Để con. Để con. Chết rồi. Chuột ơi mày gán đợi xíu đi, anh không xe xung không bắn mày. Đợi chút nha mày, đang xe hung nha. Nó còn không? Đừng nghe thế. Còn không, còn không? Còn không? Lại ngay chỗ này nè. Trời ơi, trời cái phút cao trào ngày mà. Còn, im tụi con im đi. Con chuột bự lắm. Ngưng đi Thanh. Con chuột lớn lắm nha các bạn. Chuột cơm bự lắm, nó còn đó luôn kìa, nó chờ phong sầu kìa. Nó giờ không sủ nó, mày nhanh lên đi giùm tao một cái, không thôi tao đi chỗ khác tao ăn cỏ, tao đói lắm rồi. Trong bụng nó nghĩ vậy. Đừng nhúc nhích. Đừng hiếp mập. Đừng nhúc nhích. Chết tốt. Dục đi. Đầy sự ná. Trời ơi, không sủ nhanh. Rồi chơi con. Chút ơi. Bao lâu nữa? 5 giây ha. Chuột ơi, chờ chút ăn chuột. Ừ, nó đưa cái đầu. Nè con bơi nhẹ nhẹ vô, gần chút đi không? Con chuột này dạng lắm các bạn. Càng gần càng tốt. Thấy không thơ không? Đây rồi. Con chuột nó đứng trong đất này. Đừng nhẹ nhẹ nhẹ. Trời ơi, còn bây giờ còn rớt đạn nữa. Gung nó cha. Im nha. Đi săn bao nhiêu năm rồi còn gung nữa. Rồi mấy đứa im đây cho anh Phong bắn. Con này mà dính là nó dính lại chết luôn. Anh nó bắn hụt rồi, nó nói là đồ ngu của anh Hàng. Đó hụt là bắn. Rồi, một viên nè. Im mấy đứa im đi để anh Phong bắn tiếp luôn. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, Út thấy đúng rồi. Nó chui vô góc đó mà không biết xong giờ Út không thấy nó. Có dè lại hiếu nè. Dè bơi tới. Dè lại mà bước tới. Dè nhiều. Dè không biết không. Dè. Biết không, đứng sau lưng. Im. Vô hang rồi. Thấy không? Nó còn trong hang á. Đứng lên. Đi lại chỗ hiếu á. Đó, thấy không. Cái hang đó. Không thấy được. Đây, đuôi gì nè này. Cái. Rồi, vô lùm luôn rồi, xong. Hết chuyện. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Xin thân ái, chào tạm biệt. Cả các bạn, chào. Rồi, con chuột nó đã vào lùm cây. Con chuột nó có ỉ cho anh cục nào không Phong? Tại vì hư ná thôi. Không là nó không có chạy được đâu. Nó để anh cả 5 phút mà anh còn bắt hụt á. Anh la. Thôi chạy lẹ đi mẹ ơi, kiếm khác mẹ ơi, tao bắn chim mà tao không bắn chuột đâu mà. Mới đầu thì mình hy vọng thì có được một con chim. Rồi tới khúc giữa thì mình thất vọng. Còn cái khúc cuối cùng thì các bạn tưởng đâu có thành quả không? Nhưng không phải đâu, khúc cuối cùng là tuyệt vọng luôn. Đang chạy đu nết cho cái một mũ cái hết chai nổi luôn. Mày đu nết vô bờ một cái nữa nè mày. Bẻ ra. Con gắt. Bơi thân. Còn gắn gáo lớn lắm các bạn ơi. Thuyền trưởng nó tính chứ rồi, tắt máy là tới đây con gắn luôn. Quá trời gắn gáo lớn nè. Đến xuống nước chụp gắn. Cái gì vậy, chơi luôn hả Hiếu? Dữ hả? Chơi lớn luôn rồi các bạn. Rồi, con kéo nó vô sát vô cho anh Thông. Nó không có nhảy đâu, đừng nhúc nhích nè. Cần nghe động không? Đừng để dính im cho anh không? Ê, trời ơi. Thùng ngắn quá chưa hết mua mà chạy. Đậu ơi. Một hồi nó vươn cái đầu ra. Nó nghe nè, sai thứ ba là nó đi luôn đó. Còn cứ bắn ngay cái đầu, không bắn ngay mình nha. Rồi. Rồi. Bắn ngay cái đầu nó luôn. Ê, trời ơi. Con gắn nó mắc đục. Có 3 mét mà bắn không trước. Không phải, cũng có khúc à. Đừng đụng cây nha. Nó hay dài. Cứ bắn đi, con bắn ngay cái đầu nó là được à. Nó hay dài vậy mà. Trời ơi, cũng không ngại chắc. Để anh bắn lâu quá cho em bắn một viên. Có đem nó không? Không. Hiếu mập mà đang thủ con gắn rớt xuống là Hiếu mập sẽ xử luôn rồi các bạn.
Trời ơi, quà giá cơ hội đến với mình một hai lần đâu mà cả năm vậy. Nó đó, gần lắm đó không ơi. Bụi nhái động. Trời đất. Thật luôn. Cái đầu của nó có rất là nhỏ các bạn, con gắn gáo cái đầu nó chỉ bằng con tay út mình thôi. Mà ở trên đó mình không thể nào mình quay được nha. Một lát nó rớt xuống được rồi các bạn xin thấy. Nó hiu. Nó hiu. Nó hiu. Lượm đó, rồi, lượm qua đọc hiu. Trời ơi. Hay vậy. Cảm sát cho con. Ôi, chú cái đầu. Ôi, chú cái đầu. Nè, đi. Hồi nãy nó gót xuống con đập cái chụp cái đầu chứ không chụp cái đuôi hết hồn luôn. Gắn lột da, gắn lột da. Đây, mắt con gáo nha các bạn. Dính nó không có nọc độc nha. Đâu, bắn dính khúc này nè. Đâu, coi trúng trúng không, có viên nào không? Không thấy gì cả. Không thấy luôn rồi. Nè. Con tưởng đâu Phong bắn 2kg đạn mới trúng. Thiếu mập ban đêm lẹ ghê ta. Ừ, sao vô luôn. Ta sẽ gán. Sao gung dữ vậy? Ta sẽ gán. Mình nói chụp cái đầu, cái tưởng cái tưởng đâu cái đùi hả Hiếu? Quay lại giật mình. Trời ơi. Ấy xuống. Nó gồng lại. Nó gồng. Cái chuyện đó nhìn nè. Rồi, được một con gắn gáo nữa nha. Đó. Sát vô, sát cái đầu luôn, cái tự nó thục vô hết luôn hả? À. Vô chai, ngày mai muôn lít rượu ngâm rồi bốn chú cháu mình uống. Cháu này cũng bự à. Nó. Giờ vậy cô thông minh, anh Phong bắn là phải có người dưới đất thủ để chụp. Kêu bắn ngay cái đầu, bắn ngay cái mình không à. Đây các bạn, con bố cá lớn lắm nha, con chài chài lớn. Nó một viên, nó con chài chài bắt đầu nó nói bắn tiếp đi. Cái trình độ này chắc khoảng 2 ốc gọi nghe con nhà trại ốc đừng nó lắc hay đâu nhá. Nè ốc gọi nè. Lượm dến 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 này trúng rồi trúng rồi. Nó đâu đâu. Nó ị lại cho cục luôn. Trời ơi nó bị mà hốt trời. Sức kỳ ta. Mấy chú cháu mình không ăn hiếp được con chài chài rồi các bạn. Giờ tiếp tục cuộc hành trình. Theo mấy cái cây mà nó đưa đưa ra ngoài sông vậy nè, hay có gắn gáo hay chim cọ đậu lắm. Nổi lên rồi. Ghê không? Đi lẩm ốc mà chạy máy 18 nữa, mấy chú cháu mình đi sang chạy máy nhỏ xíu. Đây đây con gắn. Nè, để sát lại đi không ơi. Sát nhất có thể rồi còn hả bắn sao? Rồi, ơi, lặn luôn rồi. Nó lặn rồi. Kìa, ngồi đen. À, chụp Hiếu không? Chụp Hiếu. Bắt rồi Hiếu. Lên bờ đúng vậy. Trời, không bắt được gắn. Ôi, ôi, Hiếu mập. Ta đã không xuống sớm. Hồi nãy kêu mà được từ ta xuống rồi bắn. Mày đâu hả? Lên đi bỏ đi con ơi, nó chạy rồi. Hả, vướng quần hả? Ôi. Mấy chú cháu mình đã phóng sanh thêm một em gắn nữa nha. Giờ thêm một con. Hiếu mập có đèn là Hiếu mập chụp được nữa rồi đó. Con đêm nãy chạy trong gì à? Hả? Biết sao không Út? Sao? Con gắn này nó chưa có hai da với hai đoạn gắn này nó không bị mù. Nó chạy hơi nhanh. Không, nó nhanh thiệt. Quá trời thiền trưởng rồi. Đưa vô bụi điên điển luôn. Chạy buồn ngủ luôn mà chưa thấy con gì luôn hả thân? Con này chứ. Mình bắn hay lắm. Cái lãng không? Bây giờ không thù làm tài xế cho Hiếu mập bắn nha. Số được đó. Con bắn này là 8 viên 10 con. 8 viên 10 con. Thôi, ghê ha. 1 viên lại bắn 2 con. Sao nguyên bậy không hả gì? Đúng không? Có khỉ ăn rồi. Bắn thù cũng chết. Đường nào cũng chết hả? Cái đường sống nó chết không? Đường này mới chết nên Hiếu. Búp. Đâu rồi, cách có 1 mét hả? Từ từ nghe, để hai đứa té nha. Trâu. Những tài cao thủ bắn ná không nha các bạn. 1 mét mà bắn trúng là chuyện bình thường nha. Trâu. Trâu không? Bắn lẹ Hiếu ơi, tao bắn lên trên đi.
Ôi chụp mấy chụp. Còn con trên kia nữa kìa. Rồi, cuối cùng mình đã sát hại được một con. Bơi sát khác chơi. Gần vô trên phong á. Mắt sao mở vậy? Hiếu ngồi xuống Hiếu được đứng lên. Xa quá rồi không thấy các bạn. Đó, ngay chỗ cái bóng đèn một không đang gọi đó các bạn. Hơi tối các bạn thông cảm nha. Ghế đường bắn không qua bắn nè. Rồi, xong. Rồi, xong. Bụp. Úp nói hoài không thấy đâu. À. Có mồi ơi. Có mồi ăn. Heo mập có đầu ăn cái heo mập cười hoài. Lên đường. Cái này bơi vô. Nó chẹt. Cái đầu này không? Còn cu mèo. Cái đầu nó bự luôn á. Lõm. Lõm. Ôi ba luôn rồi. Biết nãy để em bắn là có đồ ăn này. Đưa anh Phong bắn gì nghe cái bọc rồi bay luôn. Bắn nghe cái bọc. Con chim không bắn ăn chim mà bóng nghe bắn ngay cái bọc mà. Em không biết mà. Đừng nói chuyện. Xác là luôn không? Còn cứ lại gần xác vô không mình. Đừng bắn trời vô. Quá xa mà con bắn gì không? Chút. Hả? Tài năng chứ mình vừa đẻ con kìa. Chưa. Hay. Rồi phát dính cò liền. Không gọi sao dính cò. Rồi, lấm. Xong rồi, hết chuyện rồi. Gọi dưới đây. Hay quá Hiếu ơi, cầm quay đi. Từ quen cò ghé không? Lúc chánh sầu quay. Con cò ghé các bạn thấy không? Các bạn không thấy cũng phải thấy nha. Đó, rồi dưới đây lắc. Rồi nè cảm thân. Hiếu mập lắc nha các bạn. Bây giờ Hiếu mập sẽ vô ba lắc. Đó, em thích lên ba đi lắc lắc Hiếu. Rớt 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 rớt. Rớt rồi nè, rớt rồi nè. Nó chạy kìa. Chạy không? Chạy. Chạy đâu rồi chạy. Chạy kìa. Rồi. Một em. Chạy chạy chủ yếu mấy chú chấm còn đó. Rồi. Để chú Hiếu sang cò lét. Đây dưới đây các bạn ơi. Bơi nha. À? Chúng đâu hả? À? Chúng bây giờ máu hồ quay không được đâu. Bơi nha các bạn, bơi nha. Chụp bức hình đây. Mày gọi đèn gì có ai thấy mặt mày đâu. Rồi. Đẹp trai rồi đó. Nhìn đi trang khùng luôn. Rồi đi bắn tiếp rồi các cháu ơi. Không. Đi đây, lên đi bắn. Dạ. Gì vậy? Làm gì? Để nó chìm bây giờ. Cái gì vậy? Con ốc, nhanh lên. Trời ơi, con ốc. Cái gì làm cái gì? Hả? Con ốc mà con lấy ná bắn nữa hả? Lấy tay bóc không được hay gì? Bắn hết đi. Đâu. Làm gì Hiếu? Dính hoài á? Cái bắt mèo mà lưỡi chồng làm gì? Ai biết cái cây nổ, cái nấm này. À, khung xúc. Heo. À, thế bây giờ không biết sao mình quay cho các bạn xem nữa, nó nằm trong bịch nha các bạn. Nói không? À, mình thấy à. Lộm, xong, giải rồi. Coi kỹ, Út thấy nó giải rồi. Trúng rồi. Đen trang một con chó đó. Trời ơi, vô đi tới. Thế à? Thế rồi. Rồi, ngưng đi. Rồi, về dịnh, đừng cho nó trôi cái xuồng tới luôn nữa. Trên phòng bắn. Bắn không nói gì vậy, ăn cơm luôn. Một viên nữa, trúng. Trúng rồi, giải rồi. Viên nữa. Nữa đi con, đại đi con. Trên nằm luôn. Không, có nằm, nó còn đứng. Nó còn ngồi trên cái cây. Còn cả... Nó còn đứng. Nó ngồi bay luôn rồi. Bơi tới, hằng hiếp, bơi tới liền, nó chạy được. Đâu rồi? Bơi tới, chạy được. Nó rớt chưa? Rớt rồi. Kìa. Đâu? Bỏ nó viên nữa. Cho nó viên nữa đi Phong ơi. Bỏ nó thấy nào vội. Lên. Để mặt cho. Đâu rồi? Bơi lại. Bơi lại đâu Út kiếm phụ. Nó chạy. Ê, nó bay rồi.
ai à, lại đường kia, lại đường kia, heo heo thấy không heo có bụi nè không có bơi nó chạy nó dính nó lội nó lại cái két cái đứa con mồi luôn đâu mồi đâu nè mồi đó chậm nè heo mập lội nước các bác mềm bẹp luôn các bạn. Ê nó chạy lại tới bụi tre đắng ơi nó làm sọc sọc đắng nè 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 không xung nó chạy lại đường kia luôn rồi nó leo lên thấy gì nó làm đùng 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 đắng á không nó gọi vòng vòng đây nè lội bụi tre rồi ừ ban đêm mà hiếu xong lạ mở lội ôm cá sấu ăn sợ bè tới tùm lum luôn kìa đây còn vậy nó mới thời nó lên đây nó vũ cánh phạch phạch luôn mà nó nó ủa dạ ê kìa kìa nó bay đâu ngay chỗ cái dù gió trên đó đó cũng cá luôn trời ơi vậy mà cũng bay nữa ừ ngay đó đó thằng thấy không mày thấy không rồi rồi con bước lên đi con bước lên đi rồi rồi rồi, rồi ok thấy nó nằm trong cái lỗ đó đó không biết nó có chạy đâu thì không biết đâu kề kề cái đuôi kề con thấy không đó cái đuôi đen xèo lùi đó nó có mấy cọng đen đen đó thấy không con đi lên đã đi nó đang thụt để con im im mày rồi, chạy xong. Con hết chuyện kết thúc bộ phim mày dám chạy ừ. Anh mọi thiên viên đó im 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 nó còn ấy thôi đi im chụp cho lại nó bài nữa các bạn mọi nó kè cánh luôn kết thúc bộ phim này qua đến nữa hả nữa mày cuối cùng con bắt được con bìm bẹp quá tại to luôn các bạn ơi coi nè hết biết bự rồi hả băng này giờ hết đạn luôn rồi đuối sức luôn bắt được con bìm bẹp trời ơi nó bự rồi nè ôi chị bá rồi giữ con gà luôn các bạn bìm bẹp gần nè thôi ghênh rửa nó luôn đi cái mùi của nó cho nó cà khẳng vậy đó có gặp thêm con gì nữa không con gì con ma hả nãy giờ ở đây mình mà thấy con chim thấy con chim manh manh eo eo đẻ lên trúng tay luôn rồi mày hên lắm con chạy chạy nó đẻ lên dai mày á nó nghe cái tiếng máy nó hổn nhát các bạn rồi trúng rồi trở lại chỗ xong xong chuyện rồi mình cứ vô lụm thôi các bạn ơi lên vu luôn thân thủy trong da người lụm cò đó lụm mà đâu rồi nằm dưới đây đó rồi đó đó xè rồi đó không sao đâu nó có cánh mà sao mày bơi ra đây đi bơi ra đây một em nữa yeah thêm một con cò lép nữa hồi nãy đi ngang thấy nó đưa cái đầu ra nó liều con thấy nó tức quá kìa con nó liều con hả cái đẳng cấp của anh Phong bây giờ là thượng thừa rồi đi sang mỏng có anh Phong á coi như là giỏng kho nhưng mà hồi nãy á thì mình nói cho các bạn nghe nè anh Phong á hai con cú mèo với con cò trắng bự mà anh Phong bắn cò lép mình chịu anh Phong rồi đấy bữa nay anh Phong mới tu rồi anh Phong không ăn mấy con bự đâu ăn mấy con nhỏ mấy con bự hải thiên nhiên con chim kìa vậy chim con chim mà gửi mặt tao sẽ thấy được coi gửi chút coi chút coi chút ê em thấy rồi thấy gì hai chim bị lũi vô bờ á đâu bị anh em chim ngưỡng con chim nè chim gì hơi mập kìa à con trào trảo hai không con ơi luôn, hai con luôn con trào trảo lớn lắm không ơi sát vô hai con hai con luôn không ơi hai con luôn hai con luôn ngoài con trong xạ thủ hai con trào trảo nha các bạn nhờ con thấy con chim thôi đúng chưa bé con chim mà đặt tới cảnh giới thượng thừa bắn gớt cộng lông nách con chim luôn chứ nào gớt rồi đó bây giờ lượm quá xa luôn một con sù bắn rất đẳng cấp nha các bạn ý là bắn ban đêm con trào trảo ủa sao mà hiếu mập nó lên nó lượm con chim mà nó teo luôn ta rồi ngay đầu giống mối luôn mình gọi dưới đây thấy nó đánh dấu lên thổ trắng ở dưới đây là mình gọi lên có nè như hai con này nó đánh dấu trắng hết rồi bãi nguyên bãi đá trắng hết kia có
bãi đen mà thiết mập đó. Tôi lên bờ quay cho các bạn coi luôn nè. Xà hủ con sù bắn ghê lắm. Nè, chim nằm đây nè. Rồi một em nha các bạn. Mình chỉ cần với bóc con chim vụt vô lọ rồi. Nè là chim nha. Con chim mà chim chích chè. Sao? Đó, con chim đó, con chim mà chích chè đó. Sao? Đó, cái chân phao đó, trời, đi bắn cái phong xù mất lé. Đâu, gọi ơi. Nè. À, thế rồi, thế rồi. Nè tao, né ra, né ra. Để mới bắn này, nhéo qua đây chứ đâu. Ở chỗ, tôi gắn như này không mà tao bắn ngáo thì chứ. Bắt ngáo tiên sinh. Bắn gớt chim xuống đẹp rồi, rồi gớt rồi, gớt rồi té. Bạch. Rồi, bạch. Thế là được em đó nha các bạn. Tao bù kiến mập thì chớ, anh Phong kiến mang vậy mà mày kêu anh Phong mắc rồi mất lé. Chim chim chim. Chim chim chim. Chim chim biết nào vậy? Thế mà bây giờ đang bán bánh xuồng nha các bạn. Rảnh rỗi sao không nổi cho nên là nó kiếm việc nó làm. Cú nó chết nè, không tái ca gì. Nãy giờ không kỹ ngồi nó chịu hay chứ. Rồi xong chuyện. Hết tiền nha các bạn. Kết thúc. Đó. Kết thúc từ đây. Khi mà mình chạy cái máy vậy con cò rất là dạng luôn. Hiêu mập rình gặp khắp mọi nơi nhưng không kiếm được con cò. Thôi tha đi anh Phong ơi. Cái gì mình buông bỏ được mình buông bỏ. Sao mày lên chợ kiếm hoài á. Giờ vẫn còn tức nặng lại giờ lên kiếm bận nữa. Cốp. Cốp Hiếu ơi. Tắt luôn đi con này nó dạng. Ừ. Quá bự luôn. Rồi xong. Rớt luôn một viên một. Rồi xong. Rớt luôn một viên một. Nó nghẹo thịt thịt đó các bạn là rớt rồi đó. Hiếu mập lên ngay chỗ đó ngồi luôn đi. Thông thả chút đi Hiếu mập. Có cái nhà bốn vách nè. Hiếu mập ơi, Hiếu mập, sao mày làm vậy? Mắt thì nhảy nước đi, mày vô đó làm gì? Đó, ngồi xuống Hiếu mập, ngồi xuống. Đó, vậy mới giống á. Rồi. Rồi. Rồi, giấm, giấm. Thấy con cò gì không các bạn? Các bạn không thấy biết sao giờ. Mình thấy nè. Rồi chết. Rồi anh này chết trước rồi, vợ anh ấy đâu rồi? Rớt xuống bên. Con cò thường á, rớt xuống nó quấu lại vậy đó. Chết rồi còn ao ngay nữa. Không ơi, rớt gì chạy. Mấy cái trái á. Cho mượn cái dầm nè. Hơi yeah. Cái dầm. Nó quấu là cái chân thấy không? Nhà với tao một chân nữa lại xùi luôn hả? Bỏ bóng. Mới gài đạn. Thấy phòng gài đạn lâu quá rớt luôn. Con còn con đẹp nữa. Bắn ngon. Mình bắn rất hay nha các bạn. Phong có tuổi với mình nha. Cò này là mình nuôi Phong dám bắn nè. Ơi sơ thành quả nè. Sơ thành quả nè. Rất là nhiều luôn nha các bạn. Con này nó mạnh thiệt út, còn sống luôn nè. Con mềm đẹp. Ôi, con dục hết con chim rồi. Được mấy con cò vậy? Bốn con. Bốn cò lép nha các bạn. Nè. Đó. Mình quay hơi xa. Đó. Hai con chim cho chảo. Còn con chim ấy con dục rồi. Còn một con rắn. Vào khuya rồi mấy chú cháu mình về ha. Dạ. Thôi quay về của mấy chú cháu mình cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon. Tạm biệt. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Về mấy con này sáng nướng cho Hiếu mập ăn. Tẩm bổ Hiếu mập. Hiếu mập guồn quá guồn rồi. Nhiều đây là phong xù bắn cũng đẳng cấp lắm rồi nha các bạn. Ban đêm mà khó bắn lắm. Rồi. Cái máy giờ nó mệt nó muốn ngủ rồi.